Quý vị đang theo dõi điểm tin bất động sản tuần cùng Rick Nguyễn được phát sóng vào 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 đến ngày 23 tháng 4 năm 2022. Phó Thủ tướng không đầu tư dàn trải các dự án phục hồi kinh tế. Hàng loạt dự án giao thông được thúc tiến độ giải ngân. Tháo gỡ nút thắt sổ đỏ cho bất động sản nghỉ dưỡng. Chính phủ đề xuất loạt cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa. Bất động sản tăng quá nhanh, giá nhà Việt Nam cao gấp 20 lần thu nhập. IMF hoan nghênh chính phủ Việt Nam minh bạch hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Phó Thủ tướng không đầu tư dàn trải các dự án phục hồi kinh tế. Văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan được giao rà soát kỹ danh mục nhiệm vụ, dự án đề xuất tại các địa phương để đảm bảo nguyên tắc bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư vào một số dự án trọng điểm có sức lan tỏa và cấp bách để hoàn thành sớm, tạo ra không gian, động lực mới. Đặc biệt lưu ý, không bố trí dàn trải, chia đều, manh mún, không đưa vào các danh mục dự án chưa đúng quy định. Danh mục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát lại hồi đầu tháng 4 có 393 nhiệm vụ, dự án tăng 127 dự án so với các báo cáo gửi chính phủ trước đó. Phần lớn trong danh mục này là các dự án nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị y tế tại địa phương hay các dự án giao thông kết nối liên tỉnh và giao thông trọng điểm quốc gia. Số lượng dự án, nhiệm vụ tăng nhưng tổng vốn đầu tư không đổi so với lần đề xuất trước là gần 310.000 tỷ đồng. Trong đó vốn đề xuất bố trí từ chương trình phục hồi kinh tế là 135.600 tỷ đồng. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm tới được Quốc hội thông qua đầu năm nay với tổng giá trị khoảng 350.000 tỷ đồng. Chương trình có 5 giải pháp chính gồm mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư, nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ đầu tư công và phục hồi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và cải cách thể chế, cải cách hành chính, môi trường kinh doanh. Hàng loạt dự án giao thông được thúc tiến độ giải ngân. Sáng ngày 20 tháng 4, tại cuộc họp kiểm điểm giải ngân các dự án giao thông, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng khối lượng giải ngân đầu tư công năm nay rất lớn, không có đường lùi nên các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ. Bộ trưởng cũng đã yêu cầu các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải các địa phương phải xây dựng kế hoạch giải ngân trong tháng 5 đạt tỷ lệ từ 33% trở lên trong tổng số ngân sách 45.000 tỷ đồng được chính phủ giao thay vì mục tiêu ban đầu là gần 30%. Khối lượng giải ngân chưa được như kỳ vọng, các đơn vị phải gấp rút tìm ra giải pháp, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ, bù phần chậm. Chỉ đạo của ông Thể được đưa ra trong bối cảnh nhiều ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức bình quân chung của Bộ là 25%. Năm 2022, kế hoạch vốn của Bộ Giao thông Vận tải được chính phủ giao là hơn 50.300 tỷ đồng, song thực hiện phân cấp cho địa phương 3 dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu với giá trị 5.000 tỷ đồng trong năm nay sẽ được giao về cho các địa phương. Như vậy, trong năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phải giải ngân khoảng 45.000 tỷ đồng. Bộ đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách qua 3 đợt với tổng số hơn 42.800 tỷ đồng. Trong tháng 4, Bộ giải ngân 4.000 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 4 được 11.200 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch giao chi tiết và đạt 22% kế hoạch chính phủ giao. Tháo gỡ nút thắt sổ đỏ cho bất động sản nghỉ dưỡng. Việc phát triển bất động sản nghỉ dưỡng sẽ mang lại diện mạo mới cho nhiều vùng miền, thu hút được nhiều người có tiền quan tâm, tăng ngân sách cho quốc gia. Do đó cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn mà bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang mắc phải, đặc biệt là vấn đề pháp lý, các chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa được đầy đủ, chưa thống nhất, thiếu đồng bộ. Đã và đang là điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư kinh doanh của thị trường này. Cụ thể, các doanh nghiệp phát triển dự án rất hạn chế nguồn lực về vốn. Việc đầu tư của nhà đầu tư chỉ được khẳng định bằng hợp đồng hợp tác đầu tư hay góp vốn, mà không có giấy tờ pháp lý đủ mạnh hơn để họ có thể tự do chuyển nhượng tài sản đầu tư trên thị trường, dẫn đến việc kém thanh khoản, rủi ro pháp lý. Hệ quả là làm nản lòng các nhà đầu tư thứ cấp và thực tế đã làm giảm sút lực đầu tư này đi vào hoạt động phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tóm lại, trong ngắn hạn, cần thiết nghiên cứu ban hành những quy định đảm bảo nhà đầu tư thứ cấp có những giấy tờ có giá trị khẳng định quyền quyết định đối với bất động sản du lịch nghỉ dưỡng mà họ đã đầu tư. Những loại giấy tờ đó có thể là chuyển nhượng quyền sử dụng, thế chấp mà các cơ quan, tổ chức liên quan đến thừa nhận. Nói cách khác,
chính là tài sản của nhà đầu tư được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư khi đưa sản phẩm của mình ra thị trường kêu gọi đầu tư cần có phương án đầu tư, chỉ rõ hiệu quả kinh doanh, xóa bỏ tâm lý đầu tư tài sản sản phẩm này ngắn hạn, cần phải đưa ý tưởng đầu tư dài hạn sẽ mang lại hiệu quả rất lớn trong tương lai. Chính phủ đề xuất loạt cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa. Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 21 tháng 4 đã cho ý kiến thảo luận về dự thảo nghị quyết cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa. Điểm đáng chú ý tại dự thảo nghị quyết lần này là Chính phủ đề xuất cho cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các ngành, lĩnh vực nghiên cứu phát triển tại khu kinh tế Vân Phong. Đây là khu kinh tế được Chính phủ định hướng là trung tâm dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí tổng hợp cao cấp, khác biệt, hiện đại đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Chính phủ cũng đề xuất cho tỉnh Khánh Hòa áp dụng các cơ chế đặc thù về tài chính, đất đai, tách dự án giải phóng mặt bằng thành các dự án độc lập khỏi mô hình đầu tư công. Về quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch xây dựng khu chức năng, đô thị được Thủ tướng phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh được phân cấp phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quyết định. Với đất đai, Hội đồng Nhân dân tỉnh được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 hectare, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 hectare theo ủy quyền của Thủ tướng. Riêng với thu hồi đất tại khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo luật đất đai với dự án ngoài ngân sách có quy mô từ 300 hectare trở lên. Chủ trương lựa chọn nhà đầu tư dự án tại hai khu vực này được tiến hành song song với việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất. Kết quả điều tra, xác minh này cũng được dùng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới. Nếu được Quốc hội thông qua, nghị quyết sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm nay và kéo dài trong 5 năm. Bất động sản tăng quá nhanh, giá nhà Việt Nam cao gấp 20 lần thu nhập. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số giải pháp cấp bách nhằm giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở và kéo giảm giá nhà để bình ổn thị trường bất động sản theo hướng phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản đang rất thiếu nguồn cung nhà ở, nhất là loại nhà ở thương mại bình dân, nhà ở giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Đây là hai loại nhà ở đáp ứng được nhu cầu thực của đông đảo người thu nhập trung bình và người thu nhập thấp đô thị. Do thiếu cung trong tổng cầu rất lớn mà theo quy luật cung cầu đã dẫn đến tình trạng giá nhà đất tăng liên tục trong hơn 5 năm qua. Điều này biểu hiện qua chỉ số giá nhà ở của nước ta cao gấp 20 lần so với thu nhập trung bình của xã hội, làm cho nhiều hộ gia đình và cá nhân khó tạo lập được nhà ở. Trong khi so với các nước công nghiệp phát triển thì chỉ số giá nhà chỉ cao gấp 6 đến 7 lần thu nhập. Tình trạng thị trường vừa bị mất cân bằng cung cầu, vừa bị mất cân đối lệch pha về phân khúc nhà ở cao cấp thể hiện rất rõ trong 2 năm gần đây, khi loại nhà ở bình dân chỉ chiếm 1% trong nguồn cung nhà ở mới năm 2020 và biến mất trong năm 2021, trong lúc nhà ở cao cấp chiếm đến 74%. Nói về những nguyên nhân dẫn đến sự bất cập trên, theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bắt nguồn từ những vướng mắc từ quy định pháp luật, hạn chế trong khâu thực thi pháp luật, việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm túc, thậm chí có trường hợp vi phạm pháp luật của một số doanh nghiệp và lực lượng phi chính thức, đầu lậu, cò đất cò nhà trên thị trường. Hiệp hội này cũng đã đề xuất hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm làm tăng nguồn cung nhà ở thương mại, nhà ở xã hội để kéo giảm giá nhà và bình ổn thị trường bất động sản. IMF hoan nghênh Chính phủ Việt Nam minh bạch hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường tính công khai và minh bạch trong các đợt phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng cường điều tiết thị trường và cải thiện tổng thể việc giám sát. Theo đại diện của IMF, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Bên cạnh các khoản vay ngân hàng và tài chính ngân hàng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh thực sự là nguồn tài chính dài hạn quan trọng cho đầu tư và thực sự hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của đất nước. Tuy nhiên, có hai vấn đề cốt lõi cần lưu ý. Đó là một phần quan trọng của các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian gần đây liên quan đến thị trường bất động sản và tỷ lệ phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn hơn đáng kể so với trái phiếu phát hành đại chúng. Trước những diễn biến nóng mới đây trên thị trường, IMF rất hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường tính công khai và minh bạch trong các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng cường điều tiết thị trường và cải thiện tổng thể việc giám sát, từ đó tăng tính minh bạch. Việt Nam có động lực tăng trưởng vững chắc. Xét về dài hạn,
Việt Nam có động lực tăng trưởng vững chắc qua sự cải thiện trong môi trường kinh doanh, thúc đẩy số hóa, nâng cao kỹ năng của người lao động và rộng hơn là việc đầu tư vào nguồn nhân lực, cải thiện năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là giải pháp hiệu quả để Việt Nam phát triển. Chương trình Điểm tin bất động sản cùng Rick Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng của Rick Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.